Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thay đổi như thế nào? Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 14,04 triệu đồng, 6 tháng lương cơ sở, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định của luật bảo hiểm y tế có chi phí cho một lần dưới 351.000 đồng thì được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí